Chào các em. Bài học trước các em đã học về phương trình đường tròn, rồi cách xác định tâm và bán kính của đường tròn. Và từ bài học hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái vấn đề là viết cái phương trình đường tròn trong từng trường hợp cụ thể. Thì nó có tới trên 10 dạng toán là viết phương trình đường tròn dựa vào các cái điều kiện cho trước về cái đường tròn đó. Và trong bài học hôm nay là phần đầu tiên, chúng ta sẽ đi qua 4 cái dạng toán mà yêu cầu chúng ta là phải xác định một cái phương trình đường tròn. Và thì để làm về này thì các em phải nắm những kiến thức lý thuyết gì? Thì đầu tiên các em phải nhớ là gì? Để viết được phương trình đường tròn thì thông thường chúng ta phải biết tâm và bán kính. Biết tâm có tọa độ là AB, bán kính là R thì các em lập được một cái phương trình đường tròn. À. Thì do đó các em có thể nắm được lý thuyết đầu tiên là gì? Là phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn mà tâm là Y có tọa độ là AB và bán kính là R thì nó sẽ là gì? X trừ A tất cả bình cộng với Y trừ B tất cả bình bằng R bình. À. Hay hoặc là cái dạng là X trừ A X bình cộng với Y bình trừ 2AX trừ 2BY cộng C bằng 0. Trong đó, trong trường hợp này thì R bình phương sẽ bằng là A bình cộng B bình trừ C và nó phải lớn hơn 0. Thì đây là phương trình đường tròn. Vậy thì để xác định phương trình đường tròn, thông thường chúng ta sẽ đi xác định tọa độ của tâm và bán kính của nó. Vậy thì chúng ta xét cái dạng toán thứ nhất là người ta cho chúng ta cái dạng này. Dạng 1. Dạng 1 á, là giả sử như người ta cho chúng ta cái điều kiện là đường tròn đó có tâm là một cái điểm và một cái điểm nó đi qua. À, tức là dạng 1 á, là viết phương trình đường tròn để viết tắt là phương trình ha, đường tròn biết tâm và cái điểm đi qua. À, biết tâm và điểm đi qua, tức là đối với bài toán này chúng ta biết là cái đường tròn của mình nó đi qua một cái điểm và có tâm là Y. Ví dụ đây là hệ trục tọa độ OXY, nó có tâm Y ở đây và nó đi qua thêm một cái điểm A, tức là nó sẽ hình thành một cái đường tròn như vậy. Tâm Y này đi qua điểm A, đó, cái kiểu như vậy đó. Vậy thì chúng ta phải viết phương trình đường tròn là như thế nào? Chúng ta biết cái tâm Y rồi, vậy là chúng ta đã biết được AB. Vậy thì để viết phương trình đường tròn chúng ta phải tìm thêm bán kính R nó. Nhưng mà vì đường tròn này nó đi qua điểm A, cho nên bán kính chính là cái đoạn IA bằng R. À, và vậy thì chúng ta chỉ cần tính cái khoảng cách IA thì chúng ta sẽ biết R và từ đó biết được phương trình đường tròn. Thì đối với bài toán này đó thì các em thấy là cái phương pháp là gì? Cái phương pháp là biết tâm là Y bắt đầu AB rồi, vậy là cái này xong rồi nè. Và như vậy thì bán kính thì chúng ta sẽ tính R nó sẽ bằng là IA với A là điểm đi qua, và đi qua điểm A đi hả, và điểm đi qua ví dụ như là điểm A chúng ta nói như vậy. Vậy bán kính nó chính là bằng cái khoảng cách giữa Y và A. Vậy là biết bán kính, biết tâm thì chúng ta biết được phương trình đường tròn. Từ đây suy ra phương trình đường tròn, đúng không? Đây chúng ta suy luận thôi, các em cũng chẳng cần phải nhớ nữa, cứ cho điều kiện của bài toán các em suy luận ra mà thôi.